Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành. Mình đã nói về sự sinh ra rồi, bây giờ mình sẽ nói về cuộc sống nhé. Bây giờ cuộc sống thì thưa quý vị, cuộc sống nó nói ra như thế này. Nếu mà cuộc sống thì không ở đây, không có ai thích hợp để nói cái điều này hơn Ốc Thanh Vân cả. Tại vì quý vị thấy là Ốc Thanh Vân hiện nay phải bươn chải với cuộc sống rất nhiều. Vì chồng nhiều con đông. À không, chồng nhiều. Chồng một người nhưng mà con thì đông. Một bà mẹ có ba đứa con thì sinh ra các con thì mẹ vui, nhưng ba của các cháu nó cực lắm. Cũng mẹ phải, nó cũng cực. Nói nghe nè, bây giờ lỡ nói thì nói luôn nè. Sao? Ai cũng có cuộc sống của riêng mình. Ốc cũng như vậy, mọi người cũng như vậy. Đấy. Đôi khi chúng ta cảm thấy có những lúc mình mệt mỏi đến mức mình nản luôn. Nhưng mà thực sự nếu như chúng ta nhìn lại những gì mà chúng ta đã được tận hưởng trong cuộc sống của mình, giống như Vân trân quý cuộc sống với công việc, với một thu nhập tốt, với một gia đình có những đứa con rất là đáng yêu. Vân cảm thấy mình phải sống và phải sống một cuộc sống thật là ý nghĩa, thật trọn vẹn. Có bao giờ bị chi phối bởi áp lực của đồng tiền làm cho mình muốn làm những cái điều mà thật sự mình không muốn làm nhưng mình phải làm để có tiền không? Vâng, may mắn là Vân không gặp trường hợp này Trấn Thành ạ. Bởi vì có lẽ vì mình có một công việc đủ để nuôi sống bản thân. Đó là cái sự may mắn mà mình có được khi chọn công việc này. Nhưng Vân biết ở ngoài kia thì không phải ai cũng có được cái may mắn đó. Còn nếu những lúc nào mà bạn lo lắng cho cuộc sống và tài chính của tôi thì bạn có thể ghi lại số tài khoản của tôi. Tôi rất là cảm ơn bạn. Chắc chắn như vậy. Thưa quý vị, số tài khoản của Thanh Vân sẽ rộng mở. Và quý vị nào muốn quyên góp cho Vân thì chúng ta hãy nhắn tin bình chọn. Thôi. Chúng ta đi xa các quá cháu rồi. Đi xa hả quá. Bây giờ quay trở lại với chương trình. Thì nói về chủ đề sống, thưa quý vị, mỗi người đều có một cách sống riêng cho bản thân của mình. Và cách chúng ta sống là cái sự lựa chọn của chính bản thân mình. Đối diện với những khó khăn, những cám dỗ, những cạm bẫy của cuộc sống, liệu chúng ta sẽ vượt qua như thế nào? Còn một điều nữa, xin lỗi vì ngắt lời Trấn Thành, bởi vì Vân muốn nói đến thời gian. Thời gian của chúng ta là hữu hạn. Vân rất là trân quý những thời gian mà mình có được trong một ngày. Mình luôn muốn làm được những cái điều mà mình yêu thích nhất và dành điều đó cho người thân của mình. Hãy trân quý thời gian khi chúng ta còn sống. Chúng ta sẽ đến với thông điệp này với phần trình diễn của Ngọc Khánh và Huỳnh Mến. Cái ngày của mình đó là ngày cá hát. Cái gọi hình như thế này nó không hề đơn giản. Một khách hàng gọi mình hát mà tới nơi thì người ta mập như thế này lên sân khấu ai dòm. Đến với cuộc thi này là vì mình muốn giảm cân. Cái đỉnh điểm đó là đến tuần 4 thì mình bị bong gân. Không thể nào mà mình đi được. Đã từng trước mặt chị Mến mà khóc. Em muốn làm như các bạn nhưng mà em không thể nào làm được. Trong quá trình tập nhảy, nhờ chị Mến cổ vũ mình, động viên, mình đã làm được. Trời ơi, sao mà có thể nghệ thuật như vậy trời. Tôi đang nghĩ là các bạn đã diễn Broadway cho một nền nhạc jazz. Just wow, không biết nói gì luôn. Oh, wow. Bạn đã làm cho Nu giật mình, ta phải nhìn lại bạn. Đầy cảm xúc, đầy kỹ thuật, đầy động tác. Em siêu sexy luôn trong cái bài này. Nó đúng theo giai đoạn và tâm lý. Cái này phải nói là một trong những cái khoảnh khắc gọi là thăng hoa. Và đây là bài nhảy cuối cùng của Ngọc Khánh và Huỳnh Mến trên sân khấu bước nhảy ngàn cân. Phải cho hết mình. Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, nếu như trong một bộ phim chúng ta thấy rất rõ câu chuyện, nhân vật chính phải đối diện với nhân vật phản diện là những cám dỗ, những cạm bẫy của cuộc sống do Huỳnh Mến mang đến. Và cuối cùng, nhân vật chính bước qua những cám dỗ, những cạm bẫy đó một cách ngẩng cao đầu. Và đó cũng là cách các bạn tham gia cuộc thi Bước Nhảy Ngàn Cân 2016. Quá tuyệt vời. Một tràng pháo tay cho Ngọc Khánh và Huỳnh Mến. Các bạn đã sống đúng nghĩa với thời gian mà các bạn có được trong sân chơi này. Không bỏ lỡ bất kỳ một ngày tập, một giờ tập nào để ngày hôm nay các bạn được đứng ở đây tự hào nói với tất cả mọi người rằng tôi đã thay đổi như vậy đó. Chúc mừng các bạn, thực sự là vẫn nổi gai ốc với tiết mục này của các bạn. Và bây giờ sẽ là những lời chia sẻ từ các ban giám khảo. Mời John. Có ai đó đang nổi da gà không ạ? Wow. Phải dùng chữ wow. Ok. Cá nhân Hưng thôi đó. Well. John. Em cũng... Yeah, more like a well. Wow. Thực sự, ok. Cái nhận xét của anh nó sẽ hơi... chắc khó hiểu một chút. Vì chừng nào anh xem mấy cái bài thì anh đánh giá cao nhiều hơn về cái phần nhảy múa. Và trong cái bài này thì nó có cái phần xiếc và đua dây đúng không? Bình thường anh sẽ tập trung nhiều hơn về nhảy múa và cái đòi hỏi của anh sẽ liên quan nhiều hơn về nhảy múa. Nhưng mà trong cái bài này em làm tuyệt vời quá. Anh sorry, anh cứ dậy hoài. Lúc anh đang xem cái phần đầu, lúc em mới bắt đầu lấy cái dây, xong anh suy nghĩ, ok, lại một bài như vậy. Nhưng mấy cái động tác em làm trong một cái thời gian ngắn và tập, mấy cái động tác dây rất là khó, nguy hiểm, mạo hiểm. Và Mến không có, chị Mến, biên đạo Mến không có bỏ qua cái phần chuyên môn, cái nhảy múa trong cái bài này. Thì cái bài này có đầy đủ kỹ thuật và đầy đủ động tác và đầy đủ tất cả mọi thứ. Just wow. Thưa quý vị, tôi có thể hiểu được cái tâm lý của anh John nó như thế này. Là thường á, nếu như Thành là giám khảo của một chương trình nhảy múa, Thành cũng rất là sợ những tiết mục mà sẽ mang những cái gì đó rất là khó khăn, là đu, là bay ra để trưng trổ, để làm cho mọi người phải wow, phải gào thét lên, trong khi để khỏa lấp đi cái nhảy múa của mình. Nhưng rõ ràng đúng như anh John nói là Huỳnh Mến kết bài này bằng nhảy múa chứ không phải là bằng những cái sợi dây trên đó. Yes. Đó chỉ là một cái gia vị để cho chúng ta tạo nên điểm nhấn mà thôi. Nên tôi cảm nhận, tôi đồng cảm được với anh John được cái điều này. Anh Hưng chắc cũng vậy phải không ạ? Tôi đã đi qua cái cảm giác này rồi, đã từng chơi thử rồi trong cái show của mình. Rất là đau, rất là khó, khó lắm luôn á. Không phải giỡn đâu, rất khó. Tôi không dám dùng tay mà phải dùng quấn vào trong cái nách của mình nè, phần bụng của mình nè, để bay lên. Rất là khó, khó lắm, không đơn giản tí nào cả. Đây là một tiết mục xứng đáng để đặt vào cái vòng chung kết. Rất là xứng đáng. Và thật là nó đúng là những gì mà Hưng yêu thích và trông chờ và đặt hy vọng rất nhiều vào cặp đôi này ở mỗi tuần. Tụi em luôn làm cho anh bất ngờ. Trước hay sau thế nào cũng có cú bất ngờ. Thì được Huỳnh Mến đúng là làm những điều mà Hưng thỏa mãn nhất, thích nhất. Và không biết nói gì hơn cả. Nó giống như một cái cuộc đắc cử khi mà phía bên cánh bên này, cánh tả đã dùng bao nhiêu phiếu mình chọn cho em. Bên cánh hữu cũng vậy luôn. Đó, còn ở giữa đó thôi. Dạ, cứ còn bên trong cái cánh cuối thôi. Cánh cửa. Cánh cuối là cánh cứu. Dạ, cánh cứu. Để xem có cứu hay không. Hà chị, chắc là nói ngắn gọn lại tiết mục này. Vì là khi mà làm cho người khác nổi gai ốc rồi thì thực sự không còn lời gì để nói nữa. Đây là một cặp đôi mà có huấn luyện viên thì tâm huyết và giỏi. Một thí sinh thì lăn xả hết mình và bất chấp tất cả mọi thử thách. Cho nên luôn luôn mang lại những bài nhảy tuyệt vời. Và bài nhảy hôm nay cũng là như vậy. Rất tuyệt vời. Một lần nữa xin chúc mừng tất cả hai bạn. Cảm ơn bài giám khảo. Thưa quý vị khán giả, và chỉ còn khoảng 10 phút nữa thôi thì tổng đài bình chọn 8369 của chúng ta chính thức sẽ khép lại. Cho nên mong là quý vị sẽ tranh thủ những giây cuối cùng này để chúng ta sẽ tiếp tục bình chọn cho các thí sinh mà quý vị yêu mến. Mã số của Ngọc Khánh và Huỳnh Mến là 01. Dạ, và tổng đài của chúng ta là 8369 với 3.000 đồng một tin nhắn. Cảm ơn quý vị. Hãy soạn BN khoảng cách 01 và gửi về 8369 ngay quý vị nhé, để bình chọn cho Ngọc Khánh.
Cảm ơn hai em. Chúc mừng hai em. Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành. Don't you wanna stand?